đừng coi tiết kiệm là việc vặt muốn cuộc sống dễ thở thì cắt giảm chi tiêu chưa đủ ba mẹo sau mới là điều tiên quyết lối sống tiết kiệm mang tới nhiều lợi ích cho chúng ta nhưng không phải ai cũng áp dụng được đừng để những công sức làm việc của bạn không cánh mà bay chỉ vì thói quen chi tiêu vô tội vạ tiết kiệm và tập trung đầu tư cho cuộc sống bạn muốn là điều mà ai trong số chúng ta cũng nên áp dụng nhất là đối tượng người trẻ tuy nhiên trên thực tế không mấy ai có thể tiết kiệm được vì chưa biết cách chi tiêu hợp lý khi còn trẻ, chúng ta có sức khỏe để cống hiến cho công việc, sự nghiệp và kiếm tiền nuôi sống bản thân, lo cho gia đình. Thế nhưng việc chi tiêu vô tội vạ dễ khiến bạn bỏ phí công sức kiếm tiền của chính mình, vì lúc nhìn lại trong túi vẫn rỗng tuếch. Tiết kiệm tiền không dễ, nhưng bạn hoàn toàn có thể thực hiện được nếu như coi nó là thói quen ngay từ hôm nay. Thay vì suy nghĩ tiết kiệm tiền chỉ là việc vặt vãnh, bạn nên bắt đầu hành động ngay hôm nay để hầu bao lúc nào cũng có. Cờ giết tin Benz. Giám đốc tài chính cá nhân và chế độ nghỉ hưu của Morningstar đã có những chia sẻ thiết thực về làm thế nào để tiết kiệm. Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng cần thuộc lòng loạt tiếp hữu dụng này. Ngày 1, cân nhắc về thu nhập của bạn dùng để chi tiêu và đầu tư. Việc xem xét lượng tiền ra vào hàng ngày, hàng tháng là điều tiên quyết để bạn có thể tiết kiệm hay không. Đặc biệt, hãy luôn nhớ rằng bản thân mình cần phải tư duy đầu tư với hy vọng tiền đẻ ra tiền. Ngay từ đầu bạn cần hoạch tính kỹ lưỡng xem lượng thu nhập của mình rơi vào khoảng nào, những danh mục chi tiêu ra sao. Khoản tiền còn lại có thể tính toán tới việc đầu tư hay gửi tiết kiệm để dòng tiền không nằm im. 2. Xem xét về các sự đánh đổi để tiêu tiền phù hợp. Trong cuộc sống có môn và công việc khiến bạn phải rút hầu bao, nhưng đôi khi quyết định đánh đổi nằm ở bạn. Ví dụ như bạn có bằng lòng bỏ ra một khoản tiền để thuê người giúp việc và thời gian đi làm về bạn có thể nghỉ ngơi, đi chơi cùng gia đình thay vì dọn dẹp, nấu nướng. Hoặc cũng có người sẽ chọn việc tự tay làm tất cả việc trong gia đình để tiết kiệm tiền. Việc mua một căn nhà to lớn, xa xỉ hay một ngôi nhà nhỏ xinh, đủ nội thất cơ bản để sinh sống cũng đều nằm trong tầm mắt của bạn. Công việc được trả lương cao liệu có muốn hết quỹ thời gian trong ngày của bạn hay không? Hay có công việc khác đáp ứng được yêu cầu của bạn nhưng lại không lấy đi quá nhiều thời gian? Quyết định ra sao là do bạn chọn, nhưng điều quan trọng cần phải lưu ý chính là khi tiêu tiền hãy cân nhắc thật kỹ việc đó có xứng đáng để rút hầu bao hay không. Đây mới chính là thông điệp mà giám đốc Benzet muốn gửi tới chúng ta trong chủ đề làm thế nào để tiết kiệm tiền. 3. Tìm cách cắt giảm Điều quan trọng nhất mà giám đốc dít tin Benzet khuyên chúng ta trong việc tiết kiệm tiền chính là hãy tìm cách cắt giảm. Những món đồ xa xỉ, những bữa tiệc tùng vô thường vô phạt, việc mua sắm vô tội vạ đều là điều bạn nên cắt giảm. Trước khi quyết định tiêu tiền, bạn hãy đặt ra câu hỏi liệu mình có thực sự cần món đồ dịch vụ ấy không? việc cắt giảm chi tiêu hợp lý không khiến cuộc sống của bạn trở nên tàn tiện hay thiếu thốn ngược lại sẽ giúp bạn giữ được một khoản tiền tiết kiệm bạn cũng nên phân biệt rạch ròi giữa tiết kiệm và sống hà tiện thiếu thốn để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cân bằng theo lời giám đốc clitin benz việc cắt giảm chi tiêu hiệu quả còn hỗ trợ bạn khi các tình huống bất chắc xảy ra hoặc kế hoạch nghỉ hưu sớm vì vậy hãy thực hiện các kế hoạch tiết kiệm ngay hôm nay